Đây xin thưa bà con, các bác chợ Bến Thành người ta xuống mai luôn rồi nè bà con. Đẹp quá, tuyệt vời Sài Gòn. Đó, mấy cái nhà rông này nè, chuẩn bị dương nâng lên nè. Đẹp chưa, đẹp chưa? Khu này thì chuẩn bị làm cái hội hoa xuân gì đó ở đây nè bà con, không phải hội hoa xuân nữa mà cái chợ hoa Tết á, người ta bán buôn ở đây nè. Giờ mình đi ghé ngang qua mình coi luôn. Cái chỗ McDonald này nè bà con, là hồi xưa đó là cái vũ trường Kim Sơn á. Đây là cái rạp này, rạp Hành Xương. Hả? Rạp Diên Hồng chứ hả? Ủa, cái rạp này đất tên là Thành Xương hay là Diên Hồng bà con? Bà con, cô bác nào có biết không bà con? À, bên đây là trường Chợ Đuổi. Ồ, người ta xuống hoa Tết rồi đây. Ba mẹ gọi thích Tết là chỗ này nè. Đó, hoa kìa, cúc mâm xôi kìa, đó bên kia đó kìa bà con. Đẹp ha. Đường này đường Nguyễn Thị Nghĩa. Hồi xưa đây là cái vách tường của đường rầy xe lửa. Ồ, ở đây hoa cúc nó Ninh Hòa lên nè. Đâu quên nữa, chạy mà sao bà con có thấy được. À, bà con có thấy không, hoa cúc ở Ninh Hòa, à, thị xã Ninh Hòa. Bà mẹ còn không biết thị xã Ninh Hòa này là của tỉnh nào luôn. Bà con có bác nào có biết cho bà mẹ còn biết chứ. Đa phần ở đây bán cúc, cúc nó màu vàng á bà con, cho nên đa phần người ta dân người ta thích chân cúc lắm. Gia đình ba mẹ còn cũng vậy nữa, Tết cũng mua cúc cũng màu vàng, lan thì cũng lan vàng. Cho nên mấy cái gì mà nó liên quan đến màu vàng vàng á là được nhiều người người ta mua, người ta trưng Tết. Rồi quẹo, giờ mình quẹo qua con đường này, đường Lê Lai. Con đường Nguyễn Thị Nghĩa này ở đây nè, hồi xưa là đường Phan Văn Hùng. Ở đây có bến xe Tây Ninh nha bà con. Một cái bến xe lớn lắm nằm ngay đây luôn. Rồi giờ mình vô Chợ Lớn. Còn bên đây phải đường Nguyễn Văn Tráng nè, hồi đó đây có trường sinh ngữ quân đội. Bây giờ nó là trường đại học Hoa Sen á.
năm chợ Thái Bình. Con đường này đường Nguyễn Trãi, rồi đó là đường Võ Tấn. Đây hồi xưa đó là tổng nhà cảnh sát nè. Đây là buổi tàu Nguyễn Cư Trinh. Đây cà phê 343, trời đông ghê luôn. Dân Việt Kiều mà về nước là đông lắm nha bà con. Ồ, nhắc Việt Kiều mới nhớ. Việt Kiều về nước là thích quán cà phê 343 lắm. Tại vì vô trong đó không hiểu sao mà họ lại thích. Bây giờ thử hỏi Việt Kiều ở nước ngoài có ai mà không biết quán 343 ở Sài Gòn này. Nó hay chỗ đó đó. Mà ba mày gọi nhắc cái Việt Kiều về nước cái ba mày gọi mới nhớ. Xin thưa bà con luôn á. Khủng khiếp lắm bà con. Bữa giờ ba mày còn thấy báo chí á, đăng cái vụ mà ở ngoài sân bay Tân Sơn Nhất đó bà con, khủng khiếp lắm. Cái cảnh mà coi như người thân mà coi như là đứng nằm ngồi chờ đợi vật vã để đón những người thân ở nước ngoài về. Năm nay thì thật sự là ba mày còn không có cái cảm giác chờ đón người thân nữa, chứ năm ngoái thì trời ơi, người thân ba mày còn về, ba mày còn cũng mệt mỏi lắm bà con. Rồi đứng ngồi đợi tới 2-3 giờ sáng mới về được tới nhà. Chuyến bay từ Mỹ về đó bà con. Chuyến bay từ Mỹ về, trời ơi, tùy theo hãng bay nhưng mà đa phần từ Úc, Mỹ, Canada. Mệt lắm, ba mẹ còn đi ra đó mệt lắm. Rầm rã rồi kẹt delay, rồi máy bay bị delay, trời ơi đứng mệt lắm. Và năm nay ba mẹ còn thấy báo chí cũng vậy á. Nhưng mà người thân người ta về, người ta cảm xúc người ta vỡ hòa lắm bà con. Ra tới sân bay gặp được người thân mừng lắm. Trời ơi mừng mà coi như là có người còn khóc luôn bà con. Ba mẹ gồ nói thật, ba mẹ gồ năm ngoái thì ba mẹ gồ đã thấy rồi, năm nay thì chưa. Có nhiều người nói ba mẹ gồ sao không vô quay sân bay đi. Thì xin thưa bà con, quay sân bay ba mẹ gồ thấy có nhiều người quay quá. Với lại quay cái cảnh sân bay á, là cái cảnh của người thân, quay chính mặt người ta ba mẹ còn không thích nữa. Ba mẹ còn thích quay cái cảnh đường phố vậy nè. Nhiều người các YouTuber đó cứ canh mặt người ta mà quay, ba mẹ còn không thích lắm. Giống như bản thân mình đi, ba mẹ còn mà có người thân về người nhà đó mà mình bị quay phim vậy, mình cũng bực mình với bà con, đúng không? Cái mà những cái gì mà mình bực mình thì mình đừng làm cho người khác. Cho nên ba mẹ còn không thích vô sân bay. Dù rằng bây giờ mà ba mẹ còn vô sân bay quay, xin thưa bà con bác view nhiều lắm á. Tại vì cái tâm lý của những cái kiều bào mà xa quê hương đó bà con, trong giai đoạn này nè, họ muốn xem cái sân bay dữ lắm. Nhất là những người bây giờ đang chuẩn bị về Việt Nam á, họ lại càng muốn xem coi ở sân bay như thế nào. Rồi điều kiện về có khó khăn hay không hay gì đó, họ muốn họ xem để họ trước, để họ đừng bỡ ngỡ. Nhưng mà ba mẹ gồ không thích lắm. Tại vì quay cái đó đa phần là những người dân, người ta nằm chờ la liệt, rồi nó mệt mỏi lắm, cảnh mệt mỏi như thế. Đó, thì nói chung là tùy người nha. Ba mẹ gồ biết, nhưng mà ba mẹ gồ không thích lắm.
ở Sài Gòn này đâu có phải là thiếu cảnh quay đâu bà con, đâu nhất thiết thì phải chui vô trong đó. Cho nên ba mẹ gồ không quay. Thì trên kênh ba mẹ gồ thấy YouTube cũng có rất nhiều kênh nó quay trong đó rồi, giờ mình vô mình quay chi nữa. Cái gì mà mình phải đem cái kênh của ba mẹ gồ muốn đem tới cho bà con các bác những cái gì mà các kênh khác nó không có kìa. Chứ còn các kênh khác mà nó đã có rồi thì thôi, ba mẹ gồ cũng đâu có quẩn để ba mẹ gồ làm vậy. Để thời gian ba mẹ gồ làm việc khác. Còn phải đem tới cho bà con các bác những cái gì mà những cái kênh khác nó không có thì ba mẹ gồ sẽ làm. Nhưng mà thật sự bà con cô bác chưa có hiểu được cái cảm giác mà những cái kiều bào mà xa xứ họ về quê hương đâu, và những cái cảm xúc của những người dân Việt Nam họ đón được những người thân của mình nó vui lắm bà con. Ba mẹ gồ nói thật, nhất là anh chị em hoặc là cha mẹ con cái, có những người khi mà họ đón người thân bà con, họ thức đêm nha bà con, thức mấy đêm họ ngủ không được đó nha bà con, họ thức để họ mong chờ cha mẹ gặp lại đứa con của mình sau bao nhiêu năm nó không về quê được. Anh chị em với nhau trời ơi không gặp, may mà bây giờ có mạng xã hội á là gọi điện thấy mặt nhau nha bà con, nhưng mà vẫn cảm giác đó vẫn như ngày nào. Ba mẹ gồ vẫn không có quên được cái cảm giác mà đó, lúc mà gia đình của ba mẹ gồ năm 92 đi định cư ở Mỹ đâu. Trời ơi, người thân ở bên này ta nói đi mà không có, khi ra đi mà không nghĩ là có ngày về nha bà con. Rồi đó đi khổ lắm. Tại vì thôi mà thôi bỏ đi, nhưng mà thật sự cái cảm giác đó chỉ có những người trong cuộc người ta mới hiểu được thôi. Chỉ có những người mà khi mà đi xa nhau vậy không gặp nhau, bây giờ gặp lại, chỉ có những người đó mới hiểu được cái cảm giác đó. Và ba Michael thì không muốn vào quay mấy cảnh đó. Chứ thật ra giờ vào quay mấy cảnh đó giật view lên cái thảm khóc rồi. Khóc lóc rồi cái cảnh mà người dân vật vã mà đón chờ người thân cái đó, xin thưa bà con bắt view nhiều lắm bà Michael, bảo đảm. Tại vì ba Michael từng làm rồi, năm ngoái ba Michael làm rồi bà con. View nhiều lắm, tiền cũng nhiều lắm, Việt Kiều coi không á. Năm nay thì ba Michael không hiểu sao. Nói với ba Michael cao thượng cũng không đúng. Thật ra ba Michael cũng không hiểu sao tại sao năm nay ba Michael lại không thích vào sân bay quay. Chắc có lẽ là từ từ á, tự nhiên ba Michael làm YouTube á, ba Michael đang từ từ, ba Michael đang siết mình lại bà con. Hồi xưa là ba Michael quay tùm lum á, quay đủ thứ á. Nhưng mà từ từ cái tự nhiên có những cái thứ mà ba Michael không thích nữa. Không ép mình làm những cái thứ mà mình không thích nữa. Chỉ có cái điều là cái đặt tiêu đề là ba Michael chưa làm được. Thật lòng với bà con cô bác, ba Michael không có thích đặt mấy cái tiêu đề giật view câu view đâu. Ối bà con cô bác thiệt lòng luôn á. Nhưng mà đấy điển hình nè, ba Michael mới đặt một cái tiêu đề cách đây 2-3 ngày, bà con cô bác thấy không? Ba Michael đặt một cái tiêu đề rất là dân dã. Để giống như là một cái tiêu đề là Sài Gòn cái gì thân thương, những kỷ niệm Sài Gòn xưa gì đó. Nói chung là ba mẹ cậu đặt một cái tiêu đề rất là siêu luôn đó, một cái tiêu đề mà ba mẹ cậu rất là thích, ba mẹ cậu thích cái tiêu đề lắm á. Đây là phố Văn Tài nè, để ba mẹ cậu đặt cho bà con các bác xem nè. Có một cái tiêu đề mà ba mẹ cậu đặt, mà ba mẹ cậu muốn đặt như vậy tại vì ba mẹ cậu quay về cái nơi chốn cũ của mình á. Ba Michael đặt một cái tiêu đề như thế này nè, nhưng mà ba Michael cảm thấy nó thất vọng lắm. Khi mà đặt xong mình cảm thấy mình rất tâm đắc cái tiêu đề đó, nhưng mà thật sự đặt xong cái tiêu đề cái đó thất vọng dễ sợ luôn. Nè, ba Michael đặt một cái tiêu đề như thế này nè, bà con có bác thấy rất là hay không? Sài Gòn những ngày xưa thân ái, biết bao kỷ niệm Sài Gòn xưa ùa về. Đó, một cái tiêu đề rất là đơn giản mà con có bác không? Nhưng mà xin thưa với bà con của bác, thất vọng cực kỳ. Sài Gòn những ngày xưa thân ái của ba Michael, 3 ngày trời mà được có 41 view rồi bà con. Bà con của bác thử tưởng tượng ra đó, ba Michael đặt đó, một cái tiêu đề những cái kỷ niệm Sài Gòn xưa nó ùa về. Thật sự là ba Michael đặt một cái tâm trạng rất là cảm xúc, và ba Michael rất thích.
đó, Sài Gòn thân thương của mình đó. Ba mới còn đọc một cái tiêu đề, ba mới còn thích cái tiêu đề đó, nó nhẹ nhàng, nó thân thương vậy đó. Mà bà con cô bác có thể tưởng tượng không, 3 ngày trời ba mới còn được chỉ có 41 view thôi, lập tức có nghĩa là chỉ có 41 người xem cái video đó. Cái ba mày còn tức mình quá, ba mày còn mới lấy cái phim đó luôn, ba mày còn đặt lại một cái tiêu đề cũng như vậy luôn, bà con, ba mày còn chỉnh sửa lại thôi. Xin thưa bà con cô bác, trong vòng 12 tiếng nó lên 1.200 view. Bà con cô bác thấy không, có một sự khác nhau vậy đó. Cho nên đến bây giờ là chỉ có một cái điều là ba mày còn chưa làm được, đó là ba mày còn muốn đặt một cái tiêu đề nó nhẹ nhàng, tình cảm, thân thương. À, chứ cái Sài Gòn thân ưu, mình yêu Sài Gòn mà mình đặt những cái tiêu đề nó khủng khiếp, cái ghê quá. Thì thật sự đôi lúc ba mấy con cũng cảm thấy ngại lắm. Nhưng mà bà con có bác thấy rõ ràng á, 3 ngày trời mà chỉ có 41 người xem, bà con có bác thể tưởng tượng không? Cũng cái phim đó mà ba mấy con chỉ cần sửa lại, đăng lại, sửa lại cái tiêu đề một chút xíu thôi, 1.200 người coi bà con. Đó, cuộc đời nó... nói như vậy đó. Thử hỏi bà con cô bác tại sao mà ba mày còn có thấy á, nhiều người vô comment chửi rủa YouTuber đồ này rồi đồ ABCD gì đó, chửi không thương tiếc. Ba mày còn nói thật chứ, ba mày còn thấy mấy người đó giống như đạo đức sống đạo đức giả quá bà con. Chửi rủa YouTuber mà không biết họ có xem phim hay không, nhưng mà ba mẹ còn cho rằng đó là những con người đạo đức giả. Thế thì tại sao người ta đặt một cái tiêu đề nhẹ nhàng, tình cảm, Sài Gòn thân thương, à, những cái kỷ niệm Sài Gòn xưa như thế, tại sao không vào xem ủng hộ cho người ta đi? 41 view, ba mẹ còn không thể tin tưởng được. Cũng một cái phim đó, sửa lại cái tiêu đề thôi, 1.200 view. Đó. Vậy thì bây giờ vô chửi những cái YouTuber đặt những cái tiêu đề xấu xa cho xây, rồi bôi nhọ Sài Gòn này nọ, những cái con người đó, ba mày gọi đó, thật đó là những con người đạo đức giả. Đó, thì chỉ có điều đó là ba mày gọi chưa làm được thôi. Tại vì ba mày gọi đó thật với bà con, mắt ba mày gọi yêu Sài Gòn đó. Đó. Nhưng mà khi mà đặt một cái tiêu đề về cái sự xấu xa của Sài Gòn thì nó giống như cái cảm giác mà bà con bắt yêu một người nào đó mà bà con bắt lúc nào cũng nói xấu người đó. Thì thôi giờ biết sao giờ, ba mươi giờ làm phim thì ba mươi giờ sống nhờ bằng cái view. Mà bây giờ làm phim mà không có view thì thôi chết bà rồi, còn cái gì nữa đâu. Mình làm phim để có người xem, mà làm phim mà không có người xem thì thôi rồi lượm ơi, tự mình giết mình. Mà xã hội nó là như vậy đó bà con. Cái bản chất xã hội nó là như vậy đó bà con. Đó, cho nên thì ba mày gọi nó thật chứ đừng có chửi YouTuber nữa. Có những thứ YouTuber họ đâu có muốn làm, nhưng mà bắt buộc họ cũng phải cắn răng họ làm, nhắm mắt họ làm. Ai chửi thì ráng mà thiệt. Rồi lúc họ muốn làm một cái người tốt, họ không có làm. Làm người tốt thì không ai xem á. Đó, rửa nhà, rửa cửa nè. Tượng Phan Đình Phùng, công trường Phan Đình Phùng, bưu điện quận 5. Sẵn tiện giờ ba mẹ gò đi quẹo qua coi, ngắm qua bến Bình Đông không có tàu ghe gì bà con, chán dễ sợ chán. Năm nay mẹ gò lớn rồi, để ba mẹ gò dẫn nó đi quay phim với ba mẹ gò.
tàu xuống rồi. Hôm nay thấy được một chiếc ghe rồi. Trên bến bây giờ là đã có thuyền rồi. Ngày hôm qua là trên bến mà không có thuyền. Bến đợi thuyền, còn bây giờ là bến có thuyền rồi nha bà con. Ba mươi gầu đứng trên sông này, ba mươi gầu thấy có chiếc ghe rồi. Giờ để mình đi quen qua mình coi. Thuyền lý có nhớ bến căng, bến thì một dạ hăng hăng đợi thuyền. À, dòng sông. Hồi xưa ở đây là kho lúa nha bà con. Đây đây, ghe thuyền thấp, giữa thấp của miền Nam là lên là ở dưới đây nè bà con, tập trung về đây. Bến Bình Đông với lại hồi đó ta gọi là bến Mẻ Cóc là vậy đó bà con. Đó, ghe thấp giữa lúa về đây tập trung về đây nhiều lắm. Đây là đường Bình Đông, hồi đó là bến Bình Đông. Sau sáng nay ba mày còn ngủ dậy cái răng nó ê ghê bà con. Lâu lâu cái ba mày ngồi có cảm giác cái răng nó bị buốt lên, cái nó giống như là đá gì, nó có cái cảm giác mà còn mua quá uống đá lạnh gì đó, tự nhiên cái răng có hai ba cái răng rồi tự nhiên có cảm giác nó buốt lên, cái không biết có chuyện gì đây, chắc phải đi khám răng quá, không biết có bị sâu răng hay không, nó cảm giác nó như nó tê tê nó buốt buốt vậy đó, giống như mình vừa mới uống nước đá. Một ghe, hai ghe, đó, bắt đầu ba mươi gầu thấy ghe về rồi. Ăn nè bà con, mới về hai ghe à. Không, ba mươi gầu bị cái răng nó bị buốt dữ lắm nha. Chắc chiều này đi bác sĩ quá, để cho họ kiểm tra cái răng của mình. Mấy cái ghe, bà mày còn thấy ghe mai chở tới rồi. Nhưng mà vẫn chưa có nhiều. Hội hoa xuân trên bến dưới thuyền. Cũng chưa có nhiều lắm bà con. Rồi đường này đường Nguyễn Chí Nghĩa. Các cô chú bác còn nhớ không? Đây đây, hồi xưa có một cái cây cầu Bình Tây nè. Cái trường học bên đó là chợ Bình Tây đó bà con. Con đường đó là đường Bình Tây. À, qua đây Nguyễn Chí Nghĩa. Rồi thôi, chắc ba mấy cô xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye.